first time I get so close to the park like that. I can see the pickup. Những cái cà phê kiểu thơm hơn. Vậy ra vì sao là thích nhưng mà không uống nhiều đấy. Đi. Đây là món tráng miệng của nhà mình là hai cốc trà sữa mochi kéo dài. Mà con gà đứng vào order mà mình chả hiểu nó order cái gì, chỉ biết là cảnh ở góc này cũng đẹp lắm mọi người nhỉ. Đây là các cái cầu vượt ở gần bến cảng công ty cổ phần vận tải Vina Sun gì đấy. Vì đấy ở đây người ta thiết kế các cái vòng cung để đi à. Còn đi lên trên này là chỉ có đường đi lên thôi chứ không còn đi xuống. Qua wow, các bạn trẻ đây về chụp ảnh đây ha. Ở đây mọi người trang trí cũng khá là đẹp. Wow, có một dòng chữ kiểu tranh tường này. Yêu thương love. Lần đầu mình đi gần với cái chỗ gọi là bến cảng, có những cái cần cầu tại chỗ kia nhiều thế. Để đến gần em có cái gì ha. Ở đây có bức tường chắn thôi nên mình không được vào trong đấy. Chỗ đây là chỗ nhiều nhà xưởng người ta ấy. Mình muốn đến gần để ngắm thôi. Wow. The first time I get so close to the park like that, I can see the pickup, những cái cần cầu kìa. Đạp lang thang ở Hải Phòng vào một chiều mùng 3 Tết. Có vậy thôi. Ok, let's go another place. Em thử đi dưới chân cầu thì đi ra khỏi đây xem có đúng đường không đây. Hy vọng là đúng mọi người ạ. Ở đây cũng có người sống này. I'm sure they have the way out for the working person. No, it's probably separate. The road is right here. I like to joke the dog. Yeah, it's scary. Okay, đây là đường Hoàng Văn Thụ nha, công trình cầu đường Hoàng Văn Thụ. Come back here. Đây là một con phố dọc bên bờ sông, đường phố sạch, bóng rác. Ở kia cũng có rác đấy nhưng mà đại khái mình thấy rất là ít rác, tỷ lệ rác ở đây là rất là ít. Ở đây như là người ta mới trồng, mới cải tạo cái khu này sao? Mình thấy những cái cây này được mới trồng mà. Thành phố rất chịu khó đầu tư các cái giỏ hoa treo cột đèn như kia nhá. Mình thấy cửa đâu có cột đèn là người ta treo hết lên. Nhìn vậy rất đẹp mắt nhỉ? Cảnh lãng mạn phết chứ đùa. Ngoài kia là đầu tư mơ mơ. Cái cảnh mà ít người đi như thế này ấy, là rất là hiếm ở Hà Nội rồi. Giờ này Hà Nội là đông lắm rồi đấy. Tất nhiên là không phải tất cả các khu phố đều đông. Thanh bình, vắng vẻ, yên ả như thế này là hiếm lắm. Đây là cái chợ Tam Bạt này. Cái một chợ chưa mở thì mình sẽ được 3 Tết. You want to go inside this, right? Okay, let's go inside. Đây mọi người nhìn hết rồi nha, đây đường cực kỳ vắng luôn, rất ít hàng quán mở, không có hàng rau chủ yếu hơn, hàng thịt cũng bán rồi nhá. Wow, I want to go inside here. Đây chợ vào ngày mùng 3 Tết thì có thể bán hàng rồi. Tự nhiên nhìn thế này mình nhớ đến chợ Đồng Xuân. You know when I see that type of it, what do you think compared to like Đồng Xuân Market? It look like Đồng Xuân Market. Another corner. Yeah, it's quiet today. Yeah, but it's still quite exciting. More people working and then. Okay, so what do you want to do? I think we keep going up here. Good. Đúng là dạo qua phố phường, dạo qua thị trường vào ngày Tết. Khảo sát phố xuân ngày Tết. Cái phố này nhìn giống phố cổ ghê đó. It looks like old quarter in Hà Nội. Hải Phòng như một phiên bản không nhỏ hơn của Hà Nội vậy. Nhiều góc phố đúng là đúng nghĩa thế luôn. Nhưng mà nó cũng có những vẻ đẹp riêng đấy. Wow. Look at this street. Ở đây người ta răng cái cờ, treo cờ ở đây trông hay á.
cả một khu phố gần cơ chứ. I want stop here. Can you take picture here for me? In front of this, nobody here. Vợ chồng mình vừa đi long quay ở đây thì phát hiện ra cái con phố này mình thích dừng ở đây, các bạn biết tại sao? Chỉ vì mọi người treo quá nhiều quốc kỳ Việt Nam đỏ rực ở đây. Nếu mà ai mà biết sống ảo chụp ảnh tốt thì đến đây cực kỳ lý thú nhá. Và mình vừa làm vài kiểu ảnh rồi, tiếc là mình không thay lên nên là ảnh không được đẹp lắm, nên mọi người cũng xem tạm nha. Mình thích cái khu phố này ghê cơ. Đối với ở Hà Nội thì góc phố này sẽ, nếu mà nhiều nhiếp ảnh ra sẽ biết khai thác trở thành một nơi chụp ảnh vô cùng đẹp. À, con phố này tên là Lý Thường Kiệt nhá. Còn nó thuộc quận hay là phường nào thì mình không biết nhá. Nên mọi người ai sống ở Hải Phòng thì cho mình xin cái địa chỉ tiếp theo của nó. À đây, mình đọc qua rồi. Đường Lý Thường Kiệt, chắc là phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Tastes very good, but it's not. I like to drink a lot of coffee, and I don't want so much sugar. Yeah. Mà chồng mình không thể uống cà phê Việt Nam kiểu của Nam 100% hàng ngày. Còn sao phải ngồi ra đó lạnh không? Cà phê Việt Nam nó đậm đậm một ít thôi. Còn cái pha nhiều. Mày ơi, vào đây. Nhiều sữa, nhiều nặng. Còn cà phê như kiểu của anh ấy thì là cà phê pha bằng robot Arabica nhiều 80% và chỉ có 20% Robusta là loại đắng. Nhắc đến ẩm thực Hải Phòng mà không nhắc đến mảng hải sản và nhất là đặc sản các món ốc thì đấy sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn trong chuyến đi này. Cho nên gia đình nhà mình cũng không bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để nếm các món ốc biển ở tại đây. Mà công nhận nha, có nhiều loại ốc biển mình cũng chưa được ăn bao giờ, cho nên mình đã order một loạt luôn. Mặc dù đi ăn ốc vào dịp Tết thế này sẽ rất là đắt, nhưng mà thôi, đã đi chơi thì phải xõa, mà đã xõa thì phải hết mình. Mà hết mình thì cứ bung lụa đi, rồi về nhà cày tiền. Vì nhà hàng lúc này khá đông khách cho nên các món ốc được đưa ra từ từ. Mà ra món nào ấy thì chồng với con nhà mình chén gọi là liên lịa, chén không kịp há mỏ. Đến nỗi mà mình quay phim mà mình cũng cảm thấy là mình mà không dừng máy sớm thì không còn cái gì trên bàn luôn. Cái món sốt mà mình đang ăn đây màu vàng vàng có là bơ gì đó mà mình quên mất tiêu rồi. Còn cái ốc mà vừa mới ra đây này mình không nhớ tên nữa, bởi vì mình bị lỗi thu âm nên toàn bộ tiếng ở cái video buổi tối này là mất hết. Mình thích của nó là nó xào với tóp mỡ, tỏi, béo ngậy, vừa ăn vừa phải mút để cái hương vị bên ngoài nó hòa lẫn với thịt ốc. Lần đầu mình được ăn cái càng của con củ kỳ, nó vàng vàng và nằm ở góc bàn kìa. Nó, cái vỏ của nó cứng đến nỗi là nhân viên tự động mang ngay cho mình hai cái kìm. Thì mình cũng auto tự hiểu rằng nếu mà mình dùng răng thì nó cũng đi luôn, và chắc chắn sẽ gặp nha sĩ ngay sau khi chuyến đi kết thúc. Mà công nhận nhá, cái thịt của con củ kỳ nó ngon, nó ngọt như là thịt cua biển ý. Và đúng, con này ở biển mà, nên là thịt nó ngọt lắm. Chỉ có điều là cái vỏ của nó rất cứng, nhưng mà chả sao hết. Vỏ quýt tây có móng tay nhọn cứng đến mấy thì dùng kìm bẻ thôi. Xã mình rất thích đi ăn ốc kiểu này, nên là kỹ năng ăn ốc của ông ấy gọi là ngang với người Việt luôn.
Đến giờ đánh chén rồi, mình đang ăn thử cái miếng top mỡ ra sao. Mà công nhận lượng ngon thật, lâu lắm rồi giờ mới ăn. Chỉ những chuyến đi này thì mình mới dám ăn xóa thôi. Còn khi về Hà Nội là mình khâu mỏ 100% để cố giảm cân, không phát phì. Chứ nếu không, mình mà ăn hàng ngày như cái kiểu thế này thì không phải là vấn đề. Nhưng mình sẽ gọi là lăn nhanh hơn đi. Bởi vì cơ thể của mình cực kỳ dễ hấp thụ, rất dễ mập. Mọi người cứ tưởng tượng nếu ở Hà Nội một ngày mình chỉ ăn một bữa rưỡi, nhưng mà đi này mình ăn đủ 3 bữa bình thường thôi là mình tăng khoảng 2-3 cân là chuyện rất là bình thường. Cho nên đi chơi thì xóa đi, nhưng mà về đến Hà Nội là thôi đấy, tạm biệt hết những bữa ăn ngon như thế này. Một bữa ăn như thế này nhà mình sẽ gọi khoảng 5-7 món, tùy vào cái sức ăn và cái độ nhiều từng đĩa. Ví dụ mình gọi đĩa thử ra mà thấy nó ít thì mình tiếp tục gọi tiếp. Nhưng mà nói chung là ăn hải sản, nhất là ốc an này thì cũng không hề rẻ đâu. Tính ra bữa ăn này của nhà mình là hết gần một củ, có nghĩa là tương đương khoảng tính ra đô thì khoảng hơn 40 đô gì đó. Nhưng mà cũng rất là đáng bởi vì ngon thật. Mọi người nhìn thấy không? Đây là chỉ là một quán ăn trên vỉa hè thôi, bày ở trên đường đây này. Hai bên đường này là người ta tận dụng, người ta bán hàng hết vào buổi tối. Nếu mà ra không nhanh thì còn không có bàn mà ngồi ấy, phải đứng mà xếp hàng. Dù chỉ là một quán vỉa hè nhưng mình đoán quán này cũng có thương hiệu cho nên rất đông khách. Cũng vì vậy mình gọi 5-7 món thì phải đợi các món lần lượt được ra chứ không được ra hết cùng một lúc. Tuy nhiên cái công đợi chờ đấy nó cũng rất là đáng, bởi vì hải sản ở đây rất là ngon thật sự. Nó cũng ngon như là các loại hải sản đánh bắt xa bờ ở các cái quần đảo xa đất liền của Việt Nam vậy. Rất may mắn cho mình, buổi tối ngày 3 Tết này trời khá đẹp, không hề quá lạnh, mà ngồi ăn ở trên vỉa hè trong thời tiết hơi lành lạnh thế này thì cực kỳ hợp lý. Và vì thời tiết lành lạnh nên ăn rất là vào tới nỗi mà khi thanh toán hóa đơn thì cũng tí ngất xỉu luôn. Trong lúc con gái đợi mua trà sữa, mình phát hiện ra một cái bên cạnh này có một cái khách sạn. Cái hình này này, hình này là các chiến binh La Mã này. Ở đây có hai chú nhá. Ở góc bên này là có một chú nữa. Nên là mình sẽ bảo Larry, come here. Đây, mình đang đứng cạnh hai chiến binh La Mã. I'm standing in front of the, how can I say? It's the Egypt soldier. I don't know what you can call that. Đây là món tráng miệng của nhà mình là hai cốc trà sữa mochi kéo dài. Mà con gà đứng vào order, mình chả hiểu nó order cái gì, chỉ biết là cứ mua thôi rồi về lát nữa ăn vậy. Đấy, video của mình tạm dừng ở đây nha, chạy mọi người trong những video tiếp theo. Mình đã định đóng máy rồi và không muốn quay thêm đoạn nào nữa. Nhưng mà khi mà bước về khách sạn, nhìn sang bên đường, mình phát hiện ra là có người đang đốt pháo hoa. Mà cái việc đốt pháo hoa tự do ấy thì ở Việt Nam là không được khuyến khích và thậm chí là hơi phạm pháp đấy. Bởi vì chính quyền người ta sợ rằng cái việc đốt pháo hoa không có sự kiểm soát có thể gây cháy nổ, nhất là trong các cái thành phố có hệ thống dây điện nhằng nhịt như ở Việt Nam thì đốt pháo hoa nhiều khi có thể gây ra hỏa hoạn lớn nữa. Và video của mình chính thức kết thúc ở đây. Hẹn ngồi trong những video tiếp theo nha. Và đừng quên hãy bỏ 3 giây để đăng ký kênh, rung chuông để ủng hộ vợ chồng nhà mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có những giây phút xem phim, chúc mọi người có những giây phút xem video thật là vui vẻ và thư giãn.